Soi kèo Croatia với Suwêu ngày 26 tháng 3, đội khách yếu vía. Soi kèo Croatia với Suwêu. Tại vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, đội tuyển Croatia đã mang về được thành tích khá ấn tượng. Đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic lần lượt đánh bại tuyển Nhật Bản ở vòng 1/8 và cả tuyển Brazil ở tứ kết đều trên chấm luân lưu vô cùng gay cấn. Nhưng họ phải dừng chân ở bán kết khi phải đối đầu với đội tuyển vô địch thế giới là Argentina. Với một thất bại đậm với tỷ số 0-3, và chung cuộc tuyển Croatia đang có được vị trí thứ 3 sau khi đánh bại Maroc ở trận đấu tranh 3-4. Không chỉ thi đấu tốt ở World Cup 2022, mà trước đó tại Nations League, tuyển Croatia cũng từng vượt mặt những đội bóng mạnh ở châu Âu như Đan Mạch và Pháp để có được ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 6 trận đấu. Tại vòng loại Euro 2024, Croatia được xếp trong bảng D. Hai đối thủ mà họ cần cẩn thận đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Suwêu. Ở trận mở màn, đội bóng áo caro trắng đỏ sẽ đón tiếp tuyển Suwêu tại lãnh địa của mình. Chắc chắn, thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic sẽ hướng đến 3 điểm trọn vẹn để chiếm được ưu thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Đây được xem là nhiệm vụ khả thi với Modric và các đồng đội khi mà đội bóng này đang có được phong độ thi đấu tốt. Cùng đội hình mạnh nhất, so về đẳng cấp Croatia được đánh giá cao hơn, nên trận đấu lần này đội bóng áo caro trắng đỏ đang xếp chiếu trên với mức chấp một trái. Nên nhớ, 3 trong 5 lần ra sân gần nhất tuyển Croatia mang về niềm vui cho người hâm mộ ở tỷ lệ chấp. Và 4 trong 5 lần chạm trán nhau, Croatia với vị thế đội kèo trên đều mang về chiến thắng. Những thống kê hiện tại đều đang hướng tới một chiến thắng với cách biệt 2 bàn cho Modric cùng các đồng đội. Sau 64 năm tuyển xứ Wales đã vượt qua được vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2022. Nhưng thực lực của đội bóng này là chưa đủ để đi xa hơn ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Đoàn quân của huấn luyện viên Robert Quest trải qua vòng bảng cực tệ khi chỉ mang về 1 điểm sau 3 trận đấu. Phong độ trước đó của những chú rồng tại Nations League cũng rất kém khi cũng chỉ có được 1 điểm sau 6 trận và phải nhận lấy tấm vé xuống chơi tại League B mùa sau. 10 trận đấu gần nhất, Suwêu chỉ mới có được duy nhất một chiến thắng trước Ukraine với tỷ số 1-0 trong trận đấu tranh tấm vé vớt đến Qatar. Tại vòng loại Euro 2020, Croatia và Suwêu nằm chung bảng đấu sau đó cùng nhau có được tấm vé đi tiếp. Ngay trong trận đấu đầu tiên tại vòng loại Euro 2024, Suwêu lại có cơ duyên khi chạm trán Croatia. Cần phải biết, mỗi khi làm khách tại Croatia, những chú rồng luôn cho thấy sự yếu vía khi đều nhận kết quả thất bại. Xứ Wales vẫn luôn được đánh giá là yếu hơn so với đội chủ nhà, nên ở trận đấu lần này đội bóng phải dừng chân tại vòng bảng World Cup 2022 đã được đội tuyển hạng 3 chấp một trái. Với phong độ gần đây, cùng kết quả lịch sử đối đầu không ủng hộ, khiến xứ Wales không phải là địa chỉ đáng tin ở trận đấu này. Và với sự thiếu vắng của cầu thủ trụ cột là Gareth Bale, càng khiến niềm tin vào đội khách giảm sút đáng kể. Tỷ lệ tài xỉu Croatia với Wales. Tỷ lệ tài xỉu cho trận đấu lần này đang dừng ở mức 2 trái 2 trái rưỡi, trong khi tỷ lệ chấp lên tới 1 trái. Điều này cho thấy dường như các sàn giải trí đánh giá Croatia sẽ gặp khó khăn trên sân nhà và sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Thực tế, hàng công của Croatia không được đánh giá quá cao, nhưng những chân sút vẫn biết cách tận dụng và ghi bàn những thời điểm quan trọng. Trong khi đó, hàng thủ của tuyển xứ Wales lại không được đánh giá cao khi mà 8 trận gần nhất họ đều nhận lấy những bàn thua. Còn hàng công của đội bóng này cũng chẳng tốt hơn khi 5 lần ra sân mới nhất chỉ có được 2 bàn thắng. Trận đấu lần này, những chú rồng được tin sẽ chơi thiên về phòng ngự vì mục tiêu họ hướng đến là một trận hòa, nhưng tuyển Croatia sẽ nỗ lực hết sức để đâm thủng hàng phòng ngự đó để mang về 2 bàn thắng. Nhưng để trận đấu lần này nổ tài là không sáng chút nào. Tỷ lệ phạt góc Croatia với xứ Wales. Tuyển Croatia trải qua 7 trận đấu tại World Cup 2022 đã được hưởng 30 quả góc, tính trung bình mỗi trận họ sẽ có hơn 4 góc. Còn với tuyển xứ Wales, với 3 trận đấu tại World Cup của họ mang về 6 góc, tức mỗi trận đoàn quân của huấn luyện viên Robert Quest chỉ có được 2 góc. Hai lần chạm trán nhau gần nhất tại vòng loại Euro 2020, hai đội chỉ mang về kết quả xỉu góc. Với số góc lần lượt là 3 và 4 góc, cùng với khả năng săn góc hiện tại, khiến trận đấu tới đây khả năng nổ tài 8 trái rưỡi góc là không sáng. Và với cách chọn lối chơi thiên về phòng ngự của đội khách, thì có lẽ đội chủ nhà là cái tên được tin sẽ mang về chiến thắng ở kèo góc cao hơn. Thành tích gần đây Croatia với xứ Wales. Lịch sử đối đầu Croatia với xứ Wales. Dự đoán kết quả Croatia với xứ Wales. Dự đoán tỷ số 2-0. Dự đoán tỷ lệ châu Á chọn Croatia chấp 1 trái. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu chọn xỉu 2 trái 2 trái rưỡi. Dự đoán tỷ lệ phạt góc chọn xỉu 8 trái rưỡi góc, chọn Croatia chấp 2 trái góc.